Mở đầu phim bằng một cặp đôi đang vô cùng bận rộn trong căn nhà nghỉ của họ. Cô bạn gái thì thích sử dụng thuốc để cuộc vui thêm phần hưng phấn. Nhưng không may khi thuốc trong tủ hôm nay đã hết, khiến cô bạn gái Candy cảm thấy ông bạn trai quá yếu và mất hứng. Thế là anh bạn trai Rob nảy ra sáng kiến. Đó là sử dụng radio để bắt chuyện với một tay tài xế bất kỳ. Dù hắn ta mang thuốc đến cho Candy rồi họ sẽ cướp lấy nó. Và tên tài xế tâm thần Justy Neil là người đã bắt được tần số radio của hai người. Vừa nghe thấy cái tên Candy, hắn liền tỏ ra hào hứng. Rob ở phía này chụp hình Candy gửi cho Justy Neil để tăng thêm phần uy tín. Khi thấy tay tài xế đã cắn câu thì hai người liền chuẩn bị để úp sọt hắn. Một lúc sau tay tài xế đã có mặt tại motel như đã hẹn. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra thì Justy đã dễ dàng khống chế được Rob và Candy. Hai người bị hắn trói vào nhau và nối với trục chiếc xe container. Chỉ cần một người trượt ngã thì cả hai sẽ ngay lập tức bị kéo xuống gầm xe. Tên sát nhân muốn cặp đôi phải trả giá cho hành vi lừa dối người khác. Nhưng họ vẫn có cơ hội được thả ra nếu như trụ vững ở trên đầu xe đi được 2 km. Ngoài ra gói thuốc ổng đã mua dành để làm phần thưởng. Thử thách bắt đầu và nó diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối cùng họ đã cùng nhau vượt qua thành công. Rusty nói đồng ý sẽ thả hai người ra. Candy vui mừng không suy nghĩ nhiều mà nhoài người lên lấy bịch thuốc. Thì ra đây mới chính là cái bẫy thực sự của Rusty Neil. Cặp đôi bị cuốn vào gầm xe và thứ sót lại chỉ là những mảnh thịt văng tứ tung trên đường. Và những ai nữa là nạn nhân của tên tài xế biến thái này tiếp theo đây? Hãy ngồi xuống cùng Queen khám phá hết phần 3 hôm nay nha! Tiếp nhận được vụ án, cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường. Họ tiết lộ rằng trong vòng 2 tháng qua đã có vài vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc 17 này. Và đây cũng còn được gọi bằng cái tên khác là cao tốc tử thần. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tai nạn hoặc sói Bắc Mỹ tấn công, nhưng không loại trừ khả năng đó là một vụ thảm sát. Vì trông giống như các nạn nhân bị xe lôi đi, có rất nhiều vết lốp xe trên các bộ phận cơ thể. Cùng lúc đó, một nhóm tay đua trẻ đang tất bật chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Canada. Hai cô bạn gái của Jordan và Mickey là Jewel với Alyssa. Có một kế hoạch để khiến đội của họ trở nên chuyên nghiệp hơn về mặt thương hiệu. Hai cô nàng đã lấy ý tưởng màu từ chiếc xe đua lấy tôn xanh dương làm chủ đạo. Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì tất cả lên đường đến địa điểm thi đấu. Sau quãng đường khá dài, cả nhóm dừng lại ở một quán ăn để dùng bữa. Sẵn tiện hỏi thử một người tài xế ở đây vì sao họ không thấy cao tốc 17 ở trên Google Maps. Nhưng bản đồ giấy cũ vẫn ghi nhận là có nhỉ, vì cao tốc này có thể giúp cả nhóm đến địa điểm sớm hơn một ngày. Nhưng người tài xế tên Barry vừa nghe thấy thì đã liền cảnh báo họ đừng dại mà đi vào. Nó có tên là cao tốc tử thần, nơi này có rất ít cảnh sát đi tuần. Có một vùng điện tư gọi là điểm chết, tất cả mọi thứ đến đó đều chắc chắn có vấn đề. Và những tên tội phạm đã lợi dụng kẽ hở này để làm chuyện phạm pháp. Barry cũng cảnh báo về mấy gã tài xế phê thuốc xuất hiện trên cao tốc đó. Đúng lúc này một viên cảnh sát bước vào quán. Là Jenkins có xuất hiện ở đầu phim tham gia quá trình điều tra tai nạn. Và anh phủ nhận những lời Barry nói và khuyến khích cả nhóm đi cao tốc 17 miễn là đừng đi quá tốc độ. Mặc cho những lời cảnh báo của người tài xế vì nghe nó khá là kỳ quặc. Jordan muốn đến sớm hơn địa điểm thi đấu một ngày. Như vậy sẽ có lợi cho họ trong việc làm quen trường đua. Đã thế khi Barry nói cảnh sát không thường xuyên đi tuần trên cao tốc này, thì Austin muốn kiểm tra giới hạn của chiếc xe. Thế là tất cả thống nhất di chuyển trên cao tốc 17. Austin lái chiếc xe và đi ngược lại một đoạn để thử xế cương. Khi đã vượt mức công suất tối đa thì Jordan khuyên anh ấy nên chậm lại. Nhưng Austin lúc này không nghe những lời đó. Gio lúc này nhắc lại chuyện cũ khi anh ta trong quá khứ từng không kiểm soát được tốc độ và xảy ra va chạm khiến một chiếc xe phát nổ trên đường đua. Điều này làm cho Austin khó chịu và muốn thể hiện cái tôi cá nhân. Thế là anh ấy quyết định tạt đầu xe một chiếc container cho hả giận. Như xui rủi thế nào đó lại là chiếc xe của Rusty Nail. Dĩ nhiên tên này sẽ không bỏ qua hành động khiêu khích vừa rồi. Ba người ngồi trên xe không đồng tình với việc làm của Austin và Jordan yêu cầu anh ấy dừng xe lại để mình lái thay. Một lúc sau họ đã đuổi kịp Mickey và Bobby. Mải mê nói chuyện với nhau thông qua bộ đàm thì Rusty đã ở ngay phía sau. Hắn bấm còi inh ỏi và dí sát vào đuôi xe. Jordan né sang một bên để Rusty Neil vượt lên. Tên sát nhân lập tức tạt đầu xe và bắt đầu khiêu khích. Không dễ bị bắt nạt, Jordan phối hợp với Mickey để vượt qua chiếc container. Nhưng xe Mickey máy yếu nên bị tên sát nhân ép vào phần đuôi phía sau.
Hắn tiếp tục đuổi theo Jordan và khi anh ấy né chiếc xe ngược chiều thì tên sát nhân cũng vội vàng đánh lái. Rất may là không có tai nạn xảy ra. Nhưng dĩ nhiên là Rusty không dễ dàng tha cho những kẻ giỡn mặt với mình. Hắn luôn sử dụng camera hành trình và như đó đã truy ra được thông tin của tất cả thành viên trong nhóm. Tên sát nhân sử dụng radio để liên lạc với họ rồi đe dọa cả bọn sẽ không thể nào đến được địa điểm đua xe. Jordan nói họ phải cố gắng chạy nhanh hơn và đến biên giới Canada thì hắn sẽ không đuổi theo được nữa. Cả nhóm ghé vào trạm xăng và hai cô gái bắt đầu lo lắng. Trách Jordan đáng lẽ khi nãy phải báo cho cảnh sát biết vụ việc chứ không nên bỏ chạy. Nhưng anh ấy vẫn ngoan cố nói rằng không hề có tên nạn xảy ra nên chẳng sao cả. Và nếu báo cảnh sát có thể họ sẽ tịch thu giấy phép lái xe. Như vậy thì sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan trên quốc lộ này. Gio nhất quyết báo cảnh sát làm lớn chuyện cãi nhau với Jordan. Rồi kéo Austin đi cùng mình đến đồn cảnh sát gần nhất. Nhưng đi ra ngoài được một đoạn thật không may khi chiếc xe bị nổ lốp. Bên phía Jordan không hay biết nên tiếp tục di chuyển rồi bỏ hai người họ ở lại phía sau. Mất nửa giờ đồng hồ thì Austin mới có thể thay thế xong bánh xe. Và điều đó khiến cho Rusty như đã đuổi kịp họ. Hắn tông mạnh vào đuôi xe ép họ chạy vào đoạn đường đang thi công. Cuối cùng va phải chướng ngại vật rồi lật nhào. Hai người vẫn còn sống nhưng bị tên sát nhân trói cho vào thùng xe. Phía bốn người còn lại họ dường như đã đi qua đoạn đường có điện tử như lời Perry cảnh báo, nên mọi tín hiệu liên lạc đều không sử dụng được. Họ không hay biết chuyện những người bạn đã gặp nạn, mà cứ bình thản vẫn tiếp tục di chuyển thật nhanh. Gio và Austin bị tên sát nhân đưa đến một nơi hoang vắng. Austin tỉnh dậy trước thì liền bị Rusty xử lý vì cái tội trêu tức người khác. Tên sát nhân nói cái gì không cần thì hãy vứt nó đi. Thế là hắn đưa tay của anh ấy vào một tua bin động cơ. Sau khi đã bài nhẵn cả hai tay thì đến phần mặt. Xong việc ở đó thì Rusty nêu gọi cho Jordan thông báo việc mình đã bắt giữ hai người bạn của họ. Hắn còn bắt Gio phải hét lên để chứng minh không phải là câu nói đùa. Rusty yêu cầu Jordan đổi chiếc xe của anh để cứu hai người bạn. Rồi hắn hẹn anh ấy tại một nhà kho cũ sau một giờ đồng hồ nữa. Cả bọn tức tốc lao đến đó cho kịp thời gian. Và không dám báo cảnh sát vì sợ tên tâm thần sẽ xử lý những người bạn của mình. Cảnh sát Williams khi này đi tuần thì phát hiện chiếc xe gặp nạn và báo cho đồng nghiệp Jenkins. Khi đến địa điểm đã hẹn Jordan lên kế hoạch để giải quyết Rusty Neal. Anh ấy sẽ là người đánh lạc hướng để Mickey và Bobby tấn công từ hai bên cánh. Còn Alyssa thì ở ngoài xe nếu cần gì thì sẽ ngay lập tức tháo chạy. Jordan chậm rãi bước vào nhà kho và đối mặt với Rusty Neal. Hắn gửi cho anh ấy đoạn video về Gio gào thét trong hoảng sợ rồi ra khỏi xe. Jordan không thấy động tĩnh gì thì tiến lại chỗ chiếc container, mà không hề nhận ra Bobby đã bị xử lý bên cánh. Alyssa ở ngoài này đứng ngồi không yên nên quyết định chạy vào cùng với Mickey. Khi đã ở ngay trước đầu xe thì Jordan bị tên sát nhân truy đuổi và buộc lòng phải nhảy sang một bên nếu không muốn bị bẹp dí. Ba người sau đó nhanh chóng vào xe để đuổi theo Rusty, thì biết được Bobby đã mất tích không thấy liên lạc. Viện cảnh sát Williams khi này đã nhìn thấy chiếc container nên yêu cầu người tài xế dừng xe lại. Nhìn thấy vết máu từ chỗ cái thùng xe, anh ấy đoán rằng mình đã bắt được tên sát nhân. Nhưng khi kiểm tra thì đó chỉ là thịt tươi. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm của mình, Williams đã nhìn ra điểm khả nghi. Người tài xế cũng tỏ ra sợ hãi và không hay biết gì, nói rằng anh mình chỉ nhận chở giúp thôi. Có một gã tài xế khác đã liên lạc thông qua điện đàm nói xe của hắn bị hư. Cùng lúc đó, nhóm của Jordan đã mất dấu tên sát nhân. Tuy nhiên, họ may mắn gặp được cảnh sát Jenkins. Sau một hồi giải thích thì ông ấy cũng hiểu được có một tên tâm thần lái container trên cao tốc 17. Jenkins yêu cầu ba người vào trong xe và chạy phía sau mình để cùng đi bắt hắn. Tuy nhiên, chiếc xe của Jenkins ngay lập tức bị Rusty đâm vào trực diện khiến nó nổ tung. Hắn cũng liên lạc với Jordan nói anh ta đã phạm luật và giờ đây không còn thương lượng gì nữa. Và tất cả sẽ phải trả giá khi đã phá vỡ luật chơi. Người tiếp theo bị xử lý chính là Bobby. Anh ấy bị hắn cuốn dây xích với những cây sắt ở trên nó, ghim thẳng vào trong người rồi từ từ siết chặt lại. Bobby đau đớn hết lớn nhưng những người bạn của anh ấy không thể làm gì khác để cứu giúp. Cuối cùng thì Bobby đã bị máy ép siết nát. Rusty sau đó đồng ý cho Jordan một cơ hội để sửa sai, tiếp tục hẹn anh ấy ở một bãi phế liệu. Jordan phải nộp mạng cho hắn để đổi lấy mạng sống những người hắn đang bắt giữ. Mickey cố thuyết phục hai người còn lại hãy để cho phía cảnh sát giải quyết chuyện này. Nhưng họ không đồng ý và ép Jordan dừng xe lại rồi rời đi một mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng chưa đi được bao xa vừa nhìn thấy chiếc xe của tên sát nhân.
thì anh ấy cũng đã bị hắn khống chế. Đầu Mickey bị đưa vào máy nâng ép sát với cái cản sau. Và Rusty nói đây là cái giá mà anh ấy phải trả vì có ý định phá luật và báo cho cảnh sát. Mặc cho Mickey liên tục nài nỉ xin tha mạng, thì tên sát nhân vẫn nhẫn tâm hạ sát anh. Hắn đốt luôn cái thùng xe rồi lái phần đầu kéo đi. Cảnh sát Williams khi này đã tìm thấy hiện trường vụ án của đồng nghiệp, liền huy động lực lượng đông hơn nhằm truy bắt tên sát nhân. Cao tốc 17 sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Về phía Jordan, hai người đã đến nơi và anh ấy nói Alyssa hãy rời đi trước. Vì nếu có chuyện gì xảy ra thì Alyssa sẽ là niềm hy vọng cuối cùng để giải cứu tất cả. Sau đó, Jordan vào đối mặt với Justin Yeo. Hắn ta khi này đã chịu lộ diện và hai bên lao vào nhau. Jordan nghe thấy tiếng kêu cứu của Gio từ chiếc xe đang bị đưa vào mái nghiền. Nhưng anh đã cố gắng hết sức vẫn không phải là đối thủ của tên sát nhân. Đúng lúc này, Alyssa đã xuất hiện, tông chiếc xe vào hắn ta. Jordan liền nói cô ấy tắt công tắt cái máy rồi tự mình chạy lên cứu Gio. Nhưng rồi nhận ra đó chỉ là một đoạn video được Rusty quay lại từ trước. Và giờ đây Jordan phải chứng kiến việc bạn gái của mình bị sát hại dã man như thế nào. Jordan vô cùng tức giận khởi động lại máy nghiền rồi đi tìm Rusty Neil tính sổ. Nhưng lúc này hắn ta đã biến mất không dấu vết. Lúc hai người vào trong xe và cho rằng tên sát nhân đã bỏ chạy, thì hắn xuất hiện từ phía sau ép chiếc xe về khối bê tông lớn. Chân của Alyssa đã bị kẹt, chỉ có mỗi Jordan là thành công thoát ra ngoài. Anh ấy nhanh trí chạy lại chỗ xe cẩu và điều khiển nó ngăn chặn Rusty Neil. Rồi cẩu luôn chiếc xe ném vào máy nghiền. Và thành công giết chết tên sát nhân. Bao giờ xong việc thì cảnh sát một lúc sau cũng đã xuất hiện, bắt đầu thu gom hiện trường vụ thảm sát này. Hai người lúc này mới biết được Austin và Mickey cũng đã bỏ mạng. Cảnh sát Williams yêu cầu đưa chiếc container xuống để điều tra và kinh hoàng phát hiện Justin Neil đã biến mất. Hắn may mắn trốn thoát khỏi đó và xin quá giang một chiếc xe khác để bỏ trốn. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.